Đó thì mình chỗ ông nhá. Mai đây chỗ thiền viện Thiên Hưng. Dạ, thêm đi đây con Phật, Phật bự nhất Việt Nam. Dạ. Chùa ông núi. Thiền viện Thiên Hưng. Đẹp lắm. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. Dễ sợ luôn. Dạ, lại đây đâu con. Này, đẹp quá. Thiếm đi thẳng lên trên kia rồi con quay cái. Anh này thiếm. Anh. Là đây view mới đẹp. Biển nha. Biển nha. Ai vô đây này. Gì vậy mẹ? Mẹ cũng dường đây. Cũng dường đây mẹ. Mẹ ơi, đây con lấy cho mẹ nha mẹ.
bắt sáu đầu lớp ba đầu gì đó thì còn lớp ba thì mình sẽ bật đi đó sáu đầu lớp bốn người ta sẽ biết rồi cái chủ cái sở nó hay quá là cái kiểu gì á đấy thì chính là vừa muốn biết được sáu cái gì mà là ngoài này nó có một cái lớp tường rất là to ngay bây giờ thì nhà mình thấy đấy là một cái lớp tường còn bây giờ khi mà bước qua trong này là tạo cái khu vực của buôn sau cái bức tường đó chúng ta gọi là tường chúng ta tường như thế là ba tỉnh ba tỉnh và huyện mà chúng ta sẽ xây dựng tường cộng thân là cộng nhà cộng quán cộng tâm bây giờ các bạn đã chứng kiến vào trong cái buổi này thì chúng ta sẽ xây dựng tường của buôn rồi đã qua người ta cũng được đi vào trong này và khi mà bước qua trong này thì người ta sẽ được đi vào trong này thì trong này cũng có ba cái điều kiện là gì ạ à thì trang thân là của ba buôn sẽ điểm thứ hai là điểm thứ hai của con tàu vừa rồi vừa ở và điểm thứ ba là lâu chính cung của ngày xưa cũng là điểm thứ hai đây là bãi cỏ một vị đây là bãi cỏ và đi gia đình luôn cho giờ quay lại đi luôn cho chờ giờ.